Ngành công nghiệp nào có doanh thu cao nhất tại Nhật Bản? Nhắc đến chủ đề này thì anime chắc chắn là một trong những ngành công nghiệp có doanh thu cao nhất ở Nhật Bản. Nó đã kiếm được giá trị ròng lên tới hàng tỷ đô la, không chỉ ở mỗi nội địa mà còn trên toàn cầu. Tính đến năm 2020 thì giá trị của anime trên thị trường toàn cầu là 22,6 tỷ USD và tăng lên 24,8 tỷ USD vào năm 2021. Dự kiến là sẽ đạt hơn 50 tỷ USD vào năm 2030. Thương hiệu anime có doanh thu cao nhất mọi thời đại là Pokemon với giá trị ròng khoảng 110 tỷ USD. Anime cũng đã giành được những giải thưởng nổi tiếng như giải Oscar. Spirited Away là bộ phim hoạt hình Nhật Bản của đạo diễn Hayao Miyazaki đã giành được giải Oscar cho phim truyện hoạt hình hay nhất năm 2002. Nó đã trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử Nhật Bản.